Nguy hiểm. Suýt nữa thì Thanh Hóa đã có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở giây thứ 16. Một tình huống tấn công rõ nét của đội bóng xứ Thanh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Không có áp lực nào đến từ các cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội đã nhập cuộc không tốt. Họ quá mất tập trung cho pha bóng này. Một quả tạt rất đẹp của cầu thủ trẻ Thái Sơn, và Gustavo đã bay người đánh đầu. Hài lòng. Costa. Đúng dứt điểm thứ hai của Costa trong vòng chỉ 2 phút rưỡi. Tuyến hai, dứt điểm. Rất nhịp nhàng và rất tự tin. Không được. Tình huống dứt điểm thứ ba của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút thi đấu. Cả ba tình huống dứt điểm đều trúng đích. Chỉ tiếc là nó nhẹ và chưa đủ sắc sảo để có thể mang lại bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh mà thôi. Cầu thủ Hà Nội đang pressing tốt và họ giành được bóng ngay ở 1/3 phần sân đối phương. Luciao có góc sút dứt điểm rất căng. Đó là Hà Nội đơn giản và quyết đoán. Và đó là Phạm Tuấn Hải, người đang có được phong độ ghi bàn rất tốt trong quãng thời gian gần đây trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Tình huống dứt điểm đầu tiên, chính xác là tình huống dứt điểm thứ hai của câu lạc bộ Hà Nội ở phút thứ 10. Luciao và Tuấn Hải đã biết cách phối hợp cùng nhau. Một tình huống pha bóng không dứt khoát của Đàm Tiến Dũng, không có lỗi về vị. Và Luciao đã có một tình huống căng ngang rất Tây, rất châu Âu. Một cú căng ngang có lực tốt và điểm đến chuẩn xác. Và ở trong đó thì Tuấn Hải đã lao mình bay người đánh đầu một cách dũng mãnh và cũng rất đẹp mắt, như một mũi tên để đưa trái bóng găm vào góc xa trước sự bất lực của Thanh Diệp. Bàn thắng quá đẹp, tận dụng được cơ hội của Lưu Sao và Tuấn Hải để mang lại mở tỷ số. Tiếp tục lại là một tình huống lên bóng trực diện và đơn giản của câu lạc bộ Hà Nội. Chuyền bóng một chạm tốt của Đông Á Thanh Hóa. Hamid, bóng là Duy Mạnh, tình huống băng lên đá bồi là của Trọng Hùng. Tốt của Ngọc Hà. Nguy hiểm. Đó là nỗ lực bật cao và dứt điểm của Trọng Hùng. Quả tạt nguy hiểm của Đông Á Thanh Hóa được thực hiện bên phía cánh phải với sự nỗ lực của Amit và Lê Xuân Hùng. Quả sân rất hay, cánh trái rất trống. Ngay lập tức Văn Quyết đã thực hiện đường chuyền. Tuấn Hải, vẫn là Tuấn Hải. Đỗ Hồng Dũng. Nguy hiểm. Không có bàn thắng cho hài lòng. Đó là một cơ hội rõ nét của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội, nhưng họ đã bỏ lỡ. Thì đường chuyền rất thuận lợi của Hồng Dũng, nhưng hài lòng lại có một tình huống đánh đầu không tốt. Đường chuyền vừa tầm của Văn Quyết. Tuấn Hải cũng đã có được một động tác giả con người khá hay. Amit đã có những tác động. Ở đây là cơ hội bỏ lỡ của Hai Long. Tình huống của Hai Long cũng ở vào một vị trí rất nhạy cảm. Đã cứu sống lại và xử lý rất kỹ thuật của Tuấn Hải. Trước đó là một tình huống tranh chấp có lỗi của Amit. Tài đã bỏ qua tình huống này. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Vẫn là Thái Sơn, rất bình tĩnh. Lê Xuân Hùng dứt điểm. Không có được một tình huống dứt điểm thành công. Bàn hậu bóng vào quá nhanh. Cú dứt điểm từ rất xa của Amit, bóng đi không trúng khung thành. Đó là một nỗ lực tấn công đáng khen của đội bóng xứ Thanh. Hài lòng. Rộng. Nguy hiểm. Không được. Người đã không thể theo được đường chuyền vừa rồi của Hai Long là Tuấn Hải. Đứng treo bóng của Hai Long rất khó chịu. Hải đã hỡ
hơi bị giật mình. Một gương mặt đặc biệt, một VIP mới xuất hiện. Và bây giờ thì ông vừa lên hình. Và đây là Đàm Tiến Dũng. Hiếm hoi mà Đàm Tiến Dũng bắt ngạc. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Và người ghi bàn là Thái Sơn. Thái Sơn có trận đấu đầu tiên ở V-League. Và ngay lập tức em đã tỏa sáng bằng một tình huống dứt điểm cận thành. Một tình huống tấn công hay của Đông Á Thanh Hóa. Nó được khởi đầu bằng một pha leo biên chất lượng của Đàm Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đàm Tiến Dũng đã có một lần hiếm hoi tràn sang phần sân của đối phương. Và trong pha bóng này thì rất tiếc tình huống dẫn đến bàn thắng là một pha xoạc bóng lỗi của Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh đã cố gắng nỗ lực để xoạc phá che bóng từ đường truyền của Đàm Tiến Dũng, nhưng nỗ lực không thành và bóng trở nên quá khó đối với Tấn Trường. Tấn Trường đã bị bất ngờ và không thể kiểm soát được tình hình. Một đăm chiêu và có phần lo lắng của ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội vẫn đang tạo ra được lợi thế rất tốt, nhưng trước mắt Hà Nội sẽ vẫn còn những cuộc đối đầu với Viettel và đặc biệt là với Hoa Anh Gia Lai, trận đấu cuối cùng của mùa giải. Văn Quyết, Duy Mạnh. Đá rất nhanh của Duy Mạnh, bóng xuyên qua một rừng chân, nó khiến cho thủ thành Minh Diệp vất vả cản phá. Rất hay, kịp không? Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh đã có một tình huống xử lý như một tiền đạo thực thụ, nhưng rất tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của Việt Anh thì lại đi đúng vào vị trí của Thanh Diệp. Pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Hà Nội. Người đã thực hiện đường truyền vừa rồi là Lê Xuân Tú. Việt Anh không dứt điểm ngay, anh không chế bóng lại bằng chân trái một cách gọn gàng, và sau đó là một tình huống dứt điểm rất nhanh bằng chân phải. Hơi tiếc là bóng lại đi đúng vào vị trí của Thanh Diệp, chỉ cần lệch một chút thôi thì rất có thể bàn thắng sẽ đến với Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đang ở phía dưới đáy của sân khách. Nguy hiểm, hơi chậm, đó là một pha bóng mà Đoàn Văn Hậu đã phản ứng tốt, rất nhịp nhàng. Anh Tùng đã không quan sát thấy Đoàn Văn Hậu ở phía sau, đó là Lê Phạm Thành Long. Hoàng Đình Tùng, bóng đẩy ra. Cùng với đó là Văn Quyết. Không được, chưa có thể có được tình huống dứt điểm thành công. Rất hồi hộp cho Simuran. Nguy hiểm, bóng lộn xộn, chưa có được tình huống dứt điểm. Cuối cùng thì lùi rào lại dứt điểm lên trời ở một tư thế rất trống trải. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Một trận đấu mà khi tiếng còi của trọng tài viết dần khép lại, chúng ta cũng có thể thấy được ai thành công, ai chưa thực sự thành công. Những nụ cười, sự chia sẻ niềm vui đến từ Đông Á Thanh Hóa, và cùng với đó là sự thất vọng của đội khách câu lạc bộ Hà Nội.